Hello anh em, quay trở lại với cả Real Talk với OK. Thì hôm nay sẽ là Real Talk. OK. Bắt đầu thôi. Còn gì nữa? 5 giây dành cho quảng cáo. Thì nếu mà anh em đang có nhu cầu tìm mua PC để làm việc, bất kỳ một công việc gì hay là chơi game, thì anh em hãy tham khảo ngay, đấy chính là Hyper Store nhé. Từ giờ Real Talk sẽ hợp tác cùng Hyper Store, thế nên là nếu mà anh em có nhu cầu mua PC, cứ tham khảo nhá, rất nhiều giải pháp dành cho anh em luôn á. Hoặc đơn giản hơn thì anh em hãy cứ click vào liên kết ở ngay dưới phần mô tả của video để nhận được sự tư vấn sớm nhất nhá. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hamster Tinker. Bạn có hỏi là dạo này mình có lượn thấy có nhiều anh Tây làm cái con case để chạy cloud gaming trên Ultrabook. Con case cài game ở nhà, tự host cloud game server, tự phục vụ một người hay trong gia đình thôi. À, để nghĩ sao về cái trend này? Thực ra thì cái trend này nó đã bắt đầu từ khá là lâu rồi. Đúng rồi. Nếu mà các bạn biết thì là ngày xưa, từ cái hồi mình làm ở bên Amtech, từ những hồi không 2019, rất là lâu, khoảng 2019, đúng rồi, 2019, thì mình đã làm cho anh em một cái Cloud Rider. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ build một bộ PC ở vứt nó ở góc, và chúng ta có thể ngồi và sử dụng nó từ bất kỳ đâu, ngồi ở quán cà phê dùng được, ngồi trong nhà, ngồi trong phòng, nói chung bất kỳ một chỗ nào đều có thể truy cập vào con đấy để làm việc, mà nó làm rất mượt. Đấy, dựng hình trên đấy được luôn, edit video trên đấy được luôn, render các thứ trên đấy được luôn, và nó rất rất là mượt. Nhưng mà làm cái đấy thì nó sẽ gặp một số cái khó khăn, ví dụ như là các bạn phải có IP tĩnh. Đấy, phải có IP tĩnh, hơi tĩnh tĩnh gọi là sao nhỉ? Bởi vì cái đấy là mình đang chạy trên nền đấy, chứ là Microsoft Remote Desktop. Mà cái đấy thì nó sẽ chạy trên nền Microsoft luôn, nó rất là mượt. Bởi vì cái nền tảng Windows với cả nền tảng Remote Desktop của Microsoft là nó fit với nhau. Thành ra là nó dùng cực kỳ mượt luôn. Nhưng mà nó bị hạn chế một cái là nó phải chạy IP tĩnh. Cộng với đó đấy chính là cái quá trình setup ấy, thì nó không hề thân thiện với người dùng một tí nào cả. Nó rất là khó. Đấy, mình có nói thẳng là nó không hề thân thiện người dùng một tí nào cả. Thành ra là cái đấy nó chỉ phù hợp với cả những người nào mà kiểu biết về công nghệ, và cũng như đấy chính là có một người support IT riêng nếu mà đối với ở công ty. Thì đấy là những điểm hạn chế về cái giải pháp đấy. Sau này thì mình có ứng dụng giải pháp đấy vào việc chơi game. Thì nó cũng chơi được và chơi cũng rất là mượt. Nhưng mà nó cũng gặp cái vấn đề như nãy mình chia sẻ với các bạn, đấy chính là cái quá trình setup của nó quá mất công. Và thực sự đấy chính là đối với cả một người dùng bình thường để setup cái đấy á, nổ não. Nó sẽ rất là khó. Còn hiện tại mình cũng đang có một cái cloud gaming riêng của mình. Đấy, nếu mà anh em biết là hôm trước mình làm cái video mình giới thiệu anh em cái bộ PC đỏ của mình, đúng không? Đấy, thực tế cái bộ PC này không hề phế. Mình vẫn đang dùng, mặc dù là mình xài cả Mac Mini này, mình xài cả Mac Pro này, rồi là mình có rất nhiều PC nữa, nhưng mà con đấy mình không hề phế bởi vì mình cắm nó một góc. Và sau đó mình ngồi ở bất kỳ đâu mình cũng có thể chơi game được ở trên đấy. Cũng hay, cũng là một đấy, đấy đấy đấy. Đơn giản là mình sẽ connect trực tiếp ở đây cho anh em xem. Đây. Mình sẽ sử dụng Parsec. Thực ra cái giải pháp Parsec thì nhiều anh em đã không còn lạ gì nữa rồi, đúng không? Đó, mình chỉ cần nhấn connect. Đấy, là mình đã có thể kết nối vào cái hệ thống Win của mình rồi. Đấy, vào Windows này, nhận full phím Windows các thứ luôn. MacBook chạy Windows anh em. Đấy. Thì nói chung ấy là chơi game nó chơi được 60 FPS, chơi gần như là zero lag nếu mà anh em có một cái băng thông mạng nhà tốt. Đó, và nếu mà cái bộ PC đấy của anh em cắm ở nhà cắm dây, anh em ra ngoài dùng, anh em ra ngoài cũng chỉ cần một cái wifi đủ tốt là nó cũng rất là mượt. Cái giải pháp Parsec này là cái giải pháp mà mình khuyên anh em nên dùng nhất. Bởi vì cái quá trình setup của nó không khó như là Microsoft Remote Desktop. Dù sao mà nó cũng, thân thiện hơn đấy, nó thân thiện với cả người dùng hơn, và cũng như đấy chính là nó mượt. Bởi vì đây là một hệ thống dành riêng cho gaming. Đấy, với cả là với Parsec thì nhiều người có thể connect vào cùng một máy. Cái và connect nhá, cùng một lúc. Cái đấy rất hay đấy. Ví dụ các bạn chơi game đối kháng đúng không? Hai người truy cập vào một máy và chơi game cùng nhau. Thế thì hay. Đấy, có nghĩa là ví dụ các bạn chơi Street Fighter đúng không? Các bạn chơi với bạn của các bạn, và sau đó bạn ngồi ở nhà bạn của các bạn ngồi ở nhà bạn đấy, và hai người connect vào máy của bạn và chơi cùng nhau. Vẫn hiển thị ở trên máy của bạn, bên nhà bên kia vẫn rất mượt. Thế chứng tỏ là cái giải pháp cloud gaming như thế này mà mình để tự build một bộ PC ở nhà xong là làm nó trên cloud của mình, thì nếu mà để dùng nội bộ thì nó không khó đâu. Parsec mà dùng nội bộ cực dễ luôn, cài phần mềm xong. Nghĩa là em cũng có tìm hiểu về kiểu cả dạng cloud render thôi. Thì em thấy cloud render bây giờ trong thời gian hiện tại, bây giờ một số bạn làm IT của em thì đang hiện tại đang có một số bên vẫn build, nhưng có một số bên lại đang thuê rồi. Nghĩa là người ta bảo là thuê người ta sẽ tối ưu chi phí hơn, đúng rồi, thuê giá rẻ hơn. Đấy, và máy người ta cũng rất là mạnh, và người ta muốn mạnh bao nhiêu cũng được, chứ không phải mất công nâng cấp khi mà mình làm việc. Nhưng mà với cloud gaming thì lại khác. Đúng rồi. Bởi vì là
cái hệ thống máy nó mạnh đến một mức nào đó thôi, nó sẽ không thể mạnh hơn được. Thế thì mình có thể là mình build sẵn một bộ để sẵn lại cho nhà mình, và mình sẽ làm một cloud như kiểu anh Dũng có đang làm. Hiện tại bị ông đang để trên bàn của mình ấy. Đấy. Thì như vậy có thể là sẽ ok rất là nhiều với cloud với mình. Bởi vì với một thằng như mình á, không thể nào mà sống hoàn toàn với cả Mac được. Phải chia sẻ thực sự với cả anh em như thế. Toàn dùng Mac thôi. Đấy, mặc dù là anh em thấy là mình xài rất nhiều đồ của Apple, iPhone, iPad, MacBook, Mac Mini, rồi là rất nhiều thứ của Apple. Nhưng mà thực sự chính là mình không thể xa cái Windows được. Thành ra là mình có một cái cloud server như thế thì mình làm mọi thứ ở bên trên nó rất là dễ. Chơi game ở trên đấy cũng được, làm video ở trên đấy cũng ok. Rồi là gần như mình làm tất cả mọi thứ ở trên đấy. Thế thì như kiểu là với một cái giải pháp mà em từ nãy giờ thấy anh nói rất là hoàn thiện như thế nhá. Thế thì liệu nó có cái điểm yếu gì không? Mạng. À, nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào mạng. Đúng rồi. Nó bị phụ thuộc hoàn toàn 100% vào kết nối mạng của anh em. Nghĩa là cho vừa bộ PC anh em mạnh đến đâu mà mạng nhà anh em nó lag cái là đứt. Là đứt luôn. Đó. Và cũng như đấy chính là kể cả là Pacheck hay là Microsoft Remote Desktop ấy, thì việc anh em mà không dùng mạng nội bộ mà muốn truy cập vào ấy, là anh em phải có một cái IP tĩnh, hoặc là anh em đăng ký một vài cái dịch vụ nó tự giải lập cái IP tĩnh cho anh em. Đấy, nhưng mà những cái đấy nó sẽ mất phí, nhưng mà đối với cá nhân mình thì là nên mua một cái IP tĩnh thì nó sẽ phù hợp hơn và nó an toàn hơn. Ok, đấy thì cái câu này của bạn này hỏi đúng lúc quá, bởi vì bên mình bây giờ ông Dũng đang dùng và ông giải thích siêu chi tiết rồi. Chắc cái này mình dùng lâu lắm rồi. Nên chắc là mình cũng không cần phải giải thích gì nhiều nhỉ. Chúng ta sẽ té vào một câu khác. Câu tiếp theo đến từ bạn AMN8130. Bạn có hỏi là em có con 13400 theo 13400F. Theo hai anh thì nên dùng main và tản nào để cân tốt con này ạ? Mục tiêu là làm đồ họa và render 3D là chính. Thực ra là 13400F nó là một phiên bản ăn ít điện hơn của con 12600K. Đúng rồi, chính xác. Thành ra là một cái bo mình chủ mà cân nó thì nó cũng không khó. Thực ra là trừ mấy con kiểu HDV ra, cái đấy bỏ qua. Đúng bởi rồi. Nó không có tản không có tản VRM. Bởi vì là dù gì thì nó cũng đã là một con CPU 10 nhân rồi. Đấy thì cũng phải kiếm những cái bo mình chủ nào có tản VRM, nhìn nó tử tế một nhìn tí. Nó đồ sộ một tí. Đó thì chỉ cần đâu đó khoảng con Arok Pro RS à. Pro RS đúng rồi. Đúng rồi, đấy một con bo mình chủ rất rẻ, con đấy thì có 2 triệu mấy, 3 triệu gì ấy. Đúng rồi. Con đấy không, bây giờ con đấy thì gần như hết hàng rồi. Khó kiếm lắm, nhưng mà bây giờ nếu như trong tầm trên 3 triệu, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Tube ED4 này. Stellium này. Đấy. Xong là con MSI cái gì đó, Monster các thứ đấy. Nói chung là những cái tầm đấy là cân hoàn toàn ổn con 13400F rồi. Thế vậy thì với anh, một con tản như thế nào là vừa với con 13400? Tản á? Chỉ cần một con tản khí, giá đâu đó khoảng tầm 400.000. Thế thì chúng ta sẽ có một con là SE214. Đúng rồi. SE214 con đấy là khoảng 120.000. Thì với một con tản như thế là đã hoàn toàn cân đủ rồi, bởi vì như kiểu anh Dũng cũng như mình đã từng test con 13400. Cái đợt mình test thì nó còn lên cao, chứ đợt anh Dũng test rồi thì nó nói chung là nó cũng hên xui à, nhưng mà sau một số bản update BIOS các thứ thì nó không ăn nhiều điện đâu, nó ăn ít điện hơn là con 12600K. Em thấy con 13400 có một cái ưu việt hơn là cái mức điện nó ăn cũng ít hơn, nghĩa là cái sức mạnh thua thì không quá đáng kể nhá. Đúng rồi. Nhưng mà cái số lượng cái điện nó ăn ấy nó tốt hơn khá khá. Đấy thì nghĩa là nó vẫn mang lại cho anh em một cái lợi thế nhất định là anh em sẽ giảm tải được main, anh em không cần main cao, anh em được giảm tải được cái tản nhiệt nữa đi. Và thậm chí nhá, nếu mà anh em còn chắt bóp, anh còn giảm tải được cả phần nguồn nữa. Nguồn anh em có xong thể đánh chắt đi được. Nó còn rẻ hơn nữa. Thế nghĩa là nó sẽ làm cho anh em cái một bộ PC có rất nhiều linh kiện rẻ đi, thì nó sẽ mang lại cho anh em một cái tổng thể một bộ PC giá thành nó cũng rẻ đi. Thì con 13400 mình thấy là ngon, ngoại trừ một cái việc nó thua hẳn so với con 12600K ra là con eGPU thôi. Đúng rồi. Còn nếu mà anh em chơi con 13400F thì chẳng liên quan đúng không? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bạn Mr. Music FC. Bạn hỏi là thời điểm này mua PC đã được giá ngon chưa anh em, hay đợi thế hệ 14 ra rồi hãy mua? Định mua PC mà còn lăn tăn quá. Thực ra thì đợi thời điểm nào giá ngon thì không biết đợi đến bao giờ. Nghĩa là mình thấy có những con đợi từ thời 11, 12 rồi. Đúng rồi. Bây giờ vẫn đợi. Nếu mà đợi thì phải nói thật, chia sẻ thực sự với anh em ấy chính là nếu mà đợi thì không biết đợi đến bao giờ. Càng ngày CPU càng ngon, càng ngày CPU càng nhiều tính năng hay, giống như kiểu là đời 11 lên đời 12 tự nhiên thấy tự nhiên có thêm i-core, tự nhiên có thêm nhiều nhân, xong rồi tự nhiên từ đời 12 đến đời 13 gấp đôi cách L1 L2. Đấy thì chỉ có là 13 lên 14 thì không khác biệt nhiều. 13 lên 14 thì chỉ có mỗi con i7 14 là 7K thì có khác biệt, còn lại nó cũng chả khác biệt gì mấy. Thì cứ mỗi đời CPU nó lại có một cái điểm hay, thành ra là đối với cả cá nhân mình á, đấy chính là như những cái thời điểm sát sát như này này. Đấy là chuẩn bị 14 nó ra mắt rồi. Thì nếu mà nhu cầu bạn mua về chỉ để chơi thôi thì chờ được. Chờ được. Còn nếu mà các bạn mua về để làm việc á thì công việc gọi lúc nào chúng ta mua lúc đấy thôi. Với cả là với em thì em thấy cái tâm lý, em có thể hiểu phần nào cái tâm lý của các bạn chờ thủ nhá. Là khi mà các bạn ví dụ con 13 ra đi, ngay sau khi con 13 ra mắt tầm tuần đến 2 tuần thôi, những tin leak của con 14 bắt đầu có rồi. Đúng rồi. Thế là
nó làm cho cái tâm lý dồn dập liên tục và liên tục như thế nhá. Ví dụ như bạn cứ thấy thì sắp tới, bây giờ hiện tại là một số thông tin mới nhất của con 15, con thế thứ 15 đã có rồi. Ừ. Thế thì chắc chắn khi con 14 ra mắt là con 15 bắt đầu leak cả lineup rồi. Ừ, đấy, cả đống thông tin. Thế là cả đống thông tin các bạn lại bảo ừ con 15 ngon hơn mà. Thế thì mình lại đợi. Thế đi bao giờ mới mua máy? Đấy. Đấy nghĩa là mỗi thời điểm một cái hay thôi. Nó sẽ làm cho các anh em có một cái tâm lý thế, nhưng mà mình nghĩ là với những anh em mà đang thật sự cần một bộ máy để làm việc thì chúng ta không nên đợi, mà chúng ta hãy quất ngay lập tức đấy những cái con CPU đang có trong thời điểm hiện tại, đừng đợi. Bởi vì nhá, anh em bảo là đợi 14, ví dụ con 14 là tháng 12 ra mắt, ví dụ nhá, thì chưa chắc tháng 12 anh em đã mua được con 14 đấy. Ừ, cũng hên xui. Mà đấy, thực ra tháng 12 thì cũng chỉ mua được mấy con dòng cao, dòng đấy, thấp cũng chưa có. Đúng rồi, thì nghĩa là anh em lại phải đợi một khoảng thời gian rất lâu. Và khi con dòng vừa ra mắt đấy thì con 15 đã chuẩn bị ra mắt rồi. Thế nên là thì anh em hiểu ý mình đúng không? Nghĩa là đã cần thì quất. Còn nếu mà đấy là những anh em mà đang căn đo đong đếm, còn với những anh em nào mà dư tiền ấy thì mình nghĩ là cứ quật đi, cứ dùng. Xong là anh em thích thì em nâng cấp thôi, bởi vì tiền rồi nhiều mà. Đúng không? Nhiều mà thì không được tiền ăn tăn đúng không? Ok. 15 vừa ra rồi. iPhone 15 Pro Max anh em cân nhắc nhá, 16 sẽ có nhiều cải tiến hơn đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Phùng Nguyễn Văn. Bạn hỏi là con i5 12600K với i5 13500, chắc là bạn bảo con 13500, thì dựng hình trên 3ds Max chip nào ngon hơn hả anh? Mong anh tư vấn. Ở đây bạn nói là chỉ có mỗi dựng hình thôi, nhưng mà lát nữa mình sẽ trả lời thêm cái vấn đề render nữa. Đúng không? Nhưng mà như này, đây chính là đối với cá nhân mình á, giữa 12600K và 13500 thì nó không chênh nhau nhiều. Đúng. 13500 thì nếu mà tính về sức mạnh của CPU nó mạnh hơn 12600K một tí, đa nhân nó cũng nhỉnh hơn một tẹo, mặc dù là xung nhiệt thấp hơn. Bởi vì là cái đời 13 nó có một chút cải tiến về mặt IPC ở bên trong. Đấy. Còn con 12600K thì xung cao hơn, cách nó cũng ít hơn, nhưng mà thực sự tổng thể cái sự khác biệt giữa cả hai con này nó không nhiều ấy, nó chênh nhau khoảng tầm 2-3% gì đấy, thì mình thấy là các bạn cũng không nên để ý, con nào rẻ hơn thì mua con đấy. Đúng rồi. Đó, mà với cả đấy chính là về mặt tiêu thụ điện thì cả hai con này nó cũng không chênh nhau là mấy, nó không chênh quá nhiều. Chỉ có một cái mà các bạn nên cân nhắc là như thế này, đấy chính là nếu mà chỉ dựng hình thuần thì 13600K hợp lý hơn vì nó rẻ hơn. 12600K nhầm. Đấy, còn nếu mà các bạn có render ấy, đấy có nghĩa là cái phía sau hồi nãy mình có nhắc đến đấy chính là có render bằng CPU thì con 13500 sẽ hợp lý hơn, bởi vì 13500 nhiều nhân hơn. Một con là 6+4, một con là 6+8. Đúng rồi, chính xác. Nó x2 cái icon lên. Đúng rồi. Đấy thì thành ra là các bạn phải cân nhắc nhu cầu. Ví dụ như là ở đây thì bạn chỉ hỏi về dựng hình thôi thì mình trả lời là nó cũng không chênh nhau gì cả. Nó cũng gần như nhau thôi. Nhưng mà nếu mà bạn có render bằng CPU, thực ra thường ai đã dựng hình rồi thì sẽ có render. Đúng rồi. Đó, thì nên cân nhắc về M13500. Nó dựng hình thì nó cũng như nhau, nhưng mà render con kia nhanh hơn rất nhiều. Còn về anh Dũng thì nói chi tiết quá về hiệu năng rồi, còn mình sẽ nói thêm về tình hình hàng hóa đi. Thì con 12600 là đang có dấu hiệu bắt đầu ít hàng rồi nha. Ừ, thì chuẩn bị ra 14 rồi. Bắt đầu có dấu hiệu ít hàng con 12600K rồi. Còn con 13500 thì nó cũng ít hàng, nhưng không phải là do nó sản xuất ít, mà là do nó cháy hàng. Nó cháy liên tục luôn, bởi vì là cái hiệu ứng con 13500 từ cái thời mà cái lúc mà con 13500 chưa về Việt Nam ấy là đã cái hiệu ứng nó kinh khủng lắm rồi. Gần như là về lần nào là hết lần đấy. Và bọn mình hôm trước vừa mới build được một bộ PC cũng sử dụng 13500 đúng không? Đến hôm nay hỏi thêm không có. Thế là phải chọn một sự lựa chọn khác. Thì các bạn cũng có thể thấy là hiện tại trên thị trường nhá, là hai con đấy đều số lượng ít. Thì mình nghĩ là cái việc của bạn bây giờ là bạn thử xem bạn có render bằng CPU không, xong sau đó bạn sẽ đi chọn CPU. Như vậy nó sẽ hợp lý hơn. Không nhiều tiền hơn lên 13600K luôn. Ôi, 13600K nó chênh 2 triệu. Trong khi là hai con kia nó chỉ gần 6 triệu thôi, hai con 13600K gần 8 triệu. Đấy, thì nếu mà bạn chọn được 13600K thì đúng là không có gì để chê. Bởi vì thực ra là nó là một phiên bản gọi là hoàn hảo của con 13600. Ừ, đúng rồi. Nó là một phiên bản hoàn hảo con 13600. Nó mang lại cho anh em một cái sức mạnh vượt trội hơn đâu đó khoảng 10%. Nhưng mà giá thành nó thì cũng cao hơn 20%. Đấy, ok. Thì bạn thử xem là bạn có dựng hình không thì nghe lấy Dũng nhá. Mình chỉ tư vấn thêm về cái tình hình thị trường thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn ARM Renick. Bạn hỏi là anh ơi, em có một thắc mắc là em dùng iPad mini 6 tần số quét của màn hình là 60Hz kết nối với một màn hình 144. Thì cái bạn ấy đang nhìn trên màn hình thì nó là 60 hay là 144? Thắc mắc lâu rồi, hôm nay mới có clip mau hay giải đáp. Rãi vừa test xong. Ờ, bọn mình nghĩa là ở bạn editor là chung ấy, nó cũng có một con iPad mini, mình thấy cũng tò mò. Thế là cũng cắm vào thử. Cắm vào thử thì là nó không mượt.
Mặc dù là cắm vào màn 165 nhưng mà nó vẫn là 60 hạc thôi. Thì cái này là chia buồn với cả bạn. Thực tế thì mình nghĩ nó cũng là cái hợp lý thôi. Bởi vì là iPad mini nó không giống iPad Pro. Đúng. Bởi vì iPad Pro nó là X10, còn iPad mini nó là W case. Đấy, mà W case thì màn con iPad mini là 60 hạc. Thì lên trên kia nó cũng sẽ là 60 thôi. Đấy. Nghĩa là khi mà mình cắm, khi mà mình cắm con iPad mini 6 vào màn hình ấy, nó không cho mình chọn là duplicate hay là X10. Đấy. Nếu như là X10 thì còn được, bởi vì là như các bạn cũng có thể thấy là ở trên PC cũng thế, nếu đã để duplicate thì chắc chắn là giống nhau. Nó sẽ giống nhau ở mức bay chứ nó sẽ không thể lên tần số quét cao được. Thì các bạn cũng thấy rằng là Windows cũng thế rồi, thì không có lý do gì mà iPad hay là đấy nó có như thế đâu. Và mình thấy là thôi thì cũng chia buồn với các bạn, bởi vì là nếu mà dùng iPad mini 6 thì nếu như các bạn muốn có một cái màn hình gọi là tối ưu nhất với con iPad thì nên chọn con 60 hạt. Đúng không? Thế anh tính làm gì? Mua Pro. Tối ưu ghê luôn đấy. Tối ưu dữ chưa? Đấy thì bọn mình cũng có test cho vui vui thế. Còn nếu mà anh em nào mà có một kết quả test nào khác, hoặc là gây tranh luận, hoặc là anh em thấy bọn mình nói sai, thì cũng mang ra test rồi comment xuống bên dưới. Thử xem là có bao nhiêu ông để test ra cắm con iPad mini vào mà lên cho một bố nhá. Ok, và đấy là những câu hỏi của ngày hôm nay, cũng là những câu bình luận của ngày hôm nay. Và anh em thấy sao về những câu hỏi ngày hôm nay cũng đưa bình luận xuống bên dưới. Càng tranh cãi nhiều thì bọn mình càng nhiều view. Ok, ok, bây giờ sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.